Cộng đồng các nhà đầu tư EBFi đang rất hoang mang và lo lắng khi nhận được những cái yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc chuyển tiền liên quan đến chương trình EBFi và hồ sơ có thể bị từ chối nếu như không biết cách giải trình đúng. Từ năm 2017, 2018 đến 2019, khi mà các nhà đầu tư nộp hồ sơ theo chương trình EBFi thì hầu như chỉ có một cái phương thức chuyển tiền duy nhất, đó là thông qua những cái công ty kiều hối thực hiện những cái currency swap. Thì những cái công ty này thường có những cái trụ sở tại những nước như là Singapore, Hồng Kông hay là Úc. Những cái công ty này thường sẽ hoán đổi tiền bằng cách là chuyển một số tiền tương ứng từ cái tài khoản của họ tại Singapore, Hồng Kông hay là Úc sang một cái tài khoản của dự án ở Hoa Kỳ. Và cho đến nay thì khi mà hồ sơ mà được xét duyệt bởi sở di trú thì những cái nhà đầu tư nhận được những cái request for evidence, tức là những cái yêu cầu cung cấp thêm về bằng chứng và đòi hỏi khá là chi tiết những cái chứng từ liên quan đến cái hình thức chuyển tiền này. Thì những cái hồ sơ AFE này, sở di trú sẽ hỏi những vấn đề gì? Sở di trú sẽ xoáy vào, thứ nhất, cái legitimacy của đơn vị chuyển tiền, có nghĩa là tính hợp pháp của cái công ty chuyển tiền. Cái thứ hai là cái nguồn tiền của công ty chuyển tiền. Thì công ty Khai Phú chúng tôi vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 rất là vui mừng bởi vì chúng tôi đã hồi đáp thành công một cái AFE của sở di trú Hoa Kỳ liên quan đến việc chuyển tiền thông qua một cái công ty có trụ sở tại Úc. Và chúng tôi đã tìm ra được một cái bí quyết để phản ứng lại tất cả những cái AFE này. Cái điểm mấu chốt là các nhà đầu tư đang gặp một cái AFE về chuyển tiền phải có quan hệ thật tốt với những công ty di trú cũng như là những cái văn phòng luật sư di trú mà có kinh nghiệm trong việc viết những giải trình cũng như là phản ứng lại những cái AFE của sở di trú Hoa Kỳ. Trong cái hồ sơ mà đáp ứng lại cái AFE đó, chúng ta phải cố gắng cung cấp toàn bộ và đầy đủ những cái thông tin mà sở di trú yêu cầu, trong đó có những cái giấy phép cũng như là tất cả những cái chứng từ cho thấy cái sự hợp pháp của những cái công ty chuyển tiền này. Nếu như những công ty chuyển tiền này có trụ sở tại nước ngoài thì họ cần phải cung cấp tất cả những cái license cũng như là giấy phép tại những cái nước mà họ đang có trụ sở. Thứ hai là chúng ta cần phải có một cái sự hợp tác thực sự tận tâm của những công ty chuyển tiền. Rất tiếc rằng trong những cái hồ sơ I-526 trước đây, một số khách hàng có chuyển tiền thông qua những cái công ty mà hiện nay họ sẽ không tồn tại nữa, hoặc là chúng ta không nhận được sự ủng hộ của họ cũng như là hợp tác của họ trong cái việc hỗ trợ hoàn chỉnh cái thư để giải trình những cái phương thức này. Cái điểm thứ ba là văn phòng luật sư có uy tín cũng như là có kinh nghiệm trong việc xử lý những cái hồ sơ AFE là cực kỳ quan trọng, bởi vì những cái luật sư có kinh nghiệm mới viết được những cái giải trình cụ thể, mạch lạc, rõ ràng để phản ứng lại với những cái yêu cầu có thể nói là rất khắt khe của sở di trú Hoa Kỳ. Và cái điểm mấu chốt cuối cùng mà chúng ta cần lưu ý rằng sở di trú sẽ yêu cầu chứng minh cái nguồn tiền của những công ty chuyển tiền. Chúng ta cần lưu ý rằng nếu như đây là một cái công ty có license và được phép hoạt động một cách hợp pháp tại cái quốc gia của họ thì sở di trú không có quyền yêu cầu chứng minh cái nguồn tiền của công ty này. Đây là một cái điểm mấu chốt, và các anh chị nào đang gặp những cái rắc rối về vấn đề AFE hay chuyển tiền có thể liên hệ với kênh chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ các anh chị trong cái quá trình mà giải trình cho cái AFE này.